Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hạt Vlog của mình nha. Lời đầu tiên xin gửi đến các bạn lời cảm ơn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh và lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe. Thưa các bạn, thời gian qua mình đi khám phá và đặt camera theo yêu cầu của các bạn khán giả ở các cái căn nhà hoang thì có một cái căn nhà hoang mà nói chung để lại cho mình nhiều điều khá là bất ngờ. Để lại cho mình nhiều điều phải nói là lạnh sống lưng nhất, có lẽ là căn nhà hoang này. Gà gáy rất là nhiều. Thì hôm nay mình đến với căn nhà này, mục đích của mình là mình đặt camera bởi vì rất là nhiều khán giả xem ở căn nhà này có nhiều cái hiện tượng, cho nên đã yêu cầu mình đến đây để mà mình đặt camera. Là có thể quay sơ qua cái căn nhà này cho các bạn xem. Ở đây có cái bàn, ở đây có cái châm này các bạn. Đây là cái châm mà hôm trước nó bốc khói này các bạn. Các vị khán giả yêu cầu mình đến mình đặt camera để quay cái châm này và quay cái cửa này. Đây là một căn nhà hoang cấp 4 có 4 phòng rất là rộng và mình cảm thấy căn nhà này đâu đâu cũng có hiện tượng tâm linh. Chính vì vậy mà mình đã nhiều lần quay trở lại với căn nhà này để đặt camera và có nhiều vị khán giả yêu cầu mình quay trở lại nhiều lần. Chính vì vậy mà căn nhà này có một số video đã ra. Chính vì vậy mà căn nhà này có một số video. Mỗi video là một góc đặt camera để mà canh mi những cái hiện tượng khác nhau. Và có lẽ đoạn clip có ấn tượng nhất đối với mình đầu tiên là cái đoạn này. Trong cái căn nhà hoang này thì có rất là nhiều bóng tròn bay và theo các cái chuyên gia săn ma ở Mỹ thì họ gọi rằng đây là cái hiện tượng ORB, tức là năng lượng của những linh hồn. Ngoài ra thì cũng có những cái âm thanh lạ và đặc biệt là có đồ vật di chuyển.
Khi mà có âm thanh phát ra thì cũng là lúc mà cái cây đèn ở trên chiếc chum này nó nhấp nháy. Mời các bạn xem lại nha. Lần thứ hai có tiếng động và cây đèn cầy nó nhấp nháy và cái chum ấy nó bốc khói nha các bạn. Tuy nhiên thì khi mình bước vào thì lại không phát hiện ra cái hiện tượng cái châm bốc khói nữa và chỉ có một số cái âm thanh lạ mà thôi. Không biết là có cái hiện tượng gì ở trong này hay không. Hiện tại thì mình vô đây vẫn thấy im lìm. Vẫn thấy im lìm các bạn. Bắt đầu có hiện tượng các bạn ơi. Không biết nãy giờ ở trong này các bạn có nghe thấy vấn đề gì không? Đây là cái này các bạn, đây là cái châm mà hồi bữa trước các bạn nói là thấy có khói đấy. Hiện tại bây giờ thì không có khói ha, không có gì cả. Cây đèn cầy đây thì cũng vậy, còn y nguyên.
Vừa rồi hình như là có một cái chiếc cái bóng trắng, hình như là không có đầu, đi ngang qua cửa rồi biến thành vật sáng bay lên. Sau đó cái cửa chính tự động đóng lại. Đoạn này có một vị khán giả xem và phát hiện ra và chia sẻ. Mời các bạn xem lại cái đoạn này đã được trích xuất, đã được làm sáng ra cho các bạn xem nha. Và lần thứ ba mình đến với căn nhà này à. Các bạn xem video nha. Tuy không có gió nhưng dây điện thòng xuống các bạn, nó lung lay lúc lắc các bạn ơi. Và nhiều khán giả nói rằng có một cái bóng đen đứng với cái chân rất là to ở ngay cái chân bàn ở phía bên trái gần cái cửa. Rồi sau đó có một cái chai rơi xuống đất.
và sau đó là cái mũ di chuyển về hướng cửa sổ. Cái mũ này thì mình cũng không biết là có từ bao giờ, khi mình đến thì mình thấy cái mũ đã có rồi các bạn. Sau đó mình đi ra ngoài và ngồi chờ, rồi mình trở vào thì không thấy cái mũ đâu và đã đi tìm. Tuy nhiên thì khi về xem lại cái camera thì mình đã biết được cái lý do là ở chỗ này. Và khi mình không thấy cái mũ đâu nữa và mình tìm kiếm thì bỗng nghe có một cái âm thanh lạ, nó kêu rít rít, và tiếp theo là cái dây điện nó kêu cái cục đông đưa thật là mạnh, giống như là mình đi ngang mình đụng nó vậy. Thì lúc đó mình đứng ở gần ở chỗ đó cho nên mình giật mình khi mình chứng kiến cái hiện tượng này. Mình khá là bất ngờ lúc đó và lạnh sống lưng. Tuy nhiên thì khi mà mình về nhà thì mình xem lại camera thì thật ra cái lúc mình đang ngồi ở ngoài thì ở trong nó đã có cái dây điện nó lúc lích cái hiện tượng đó rồi. Rõ ràng là hồi nãy mình vô có mũ nha. Mình bắt đầu thấy rợn gai ốc rồi các bạn. Cái gì kêu đó? Dao kêu hay chuột kêu? Đó. Đó đó các bạn. Tự động nó cục cửa cái gì vậy? Hả? Đó các bạn, mình đang đứng ở xa này các bạn, không có động nó được. Tự động nó kêu nó cục cửa cái gì vậy? Thề là mình không có động nó ngang, mình đang kiếm cái mũ ngang. Tự động nó cục cửa rung lên ấy. Có hiện tượng tâm linh các bạn ơi. Mình đang rợn xương sống. Và cái lần mà mình vào để mà mình kiếm cái mũ thì mình phát hiện ra cái dây điện lúc lắc đó là lần sau, chứ không phải là lần đầu mình thấy cái hiện tượng đó nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.